Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối của Đài truyền hình Trà Vinh hôm nay thứ sáu ngày 8 tháng 12. Trong chương trình thời sự tối nay gồm có những nội dung đáng chú ý sau. Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh bước vào ngày làm việc cuối cùng và tiến hành phiên bế mạc kỳ họp thứ 12, kỳ họp thường lệ cuối năm 2023. Ban tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai tổng kết công tác xây dựng Đảng 5 năm và tổng kết 15 năm thi hành điều lệ Đảng. Ban tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 12, tổng kết công tác tuyên truyền miệng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Sau đây là nội dung chi tiết. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 8 tháng 12, Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh bước vào ngày làm việc cuối cùng và tiến hành phiên bế mạc kỳ họp thứ 12, kỳ họp thường lệ cuối năm 2023. Ông Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và bà Dương Thị Ngọc Thơ, Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, ông Kim Quân, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cùng chủ trì kỳ họp. Đến dự phiên bế mạc kỳ họp có ông Ngô Chí Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Trà Vinh, ông Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, ông Lâm Minh Bằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh. Trong chương trình nghị sự sáng nay, Hội đồng nhân dân tỉnh đã mở phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với giám đốc các sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo, Giao thông vận tải, Sở Kế hoạch Đầu tư và Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh. Ngoài chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại nghị trường, bà con cử tri ở hai điểm cầu truyền hình trực tiếp tại huyện Châu Thành và huyện Càng Long cũng tham gia nhiều kiến nghị trực tiếp tại kỳ họp. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã trả lời các chất vấn về chính sách hỗ trợ cho người trồng lúa nhằm đảm bảo đúng quy hoạch phát triển vùng trồng lúa trở lại. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã trả lời các chất vấn về thực trạng thiếu giáo viên kéo dài ở bậc mầm non và tiểu học, giải pháp khắc phục nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trong thời gian tới, giải pháp cho tình trạng bạo lực học đường. Giám đốc Sở Giao thông vận tải trả lời các vấn đề về giải pháp khắc phục các tỉnh lộ hư hỏng xuống cấp làm ảnh hưởng đến việc tham gia giao thông của người dân. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trả lời các chất vấn, cơ chế kiểm tra, giám sát, xử lý tình hình hoạt động doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, những giải pháp nào để thúc đẩy hoạt động của hợp tác xã, nâng cấp cơ sở hạ tầng, đường Cang Trái, quốc lộ 53, đoạn thị trấn Càng Long. Chất vấn Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có 8 ý kiến tại nghị trường và có 2 ý kiến tại các điểm cầu truyền hình trực tiếp. Cử tri đề nghị có những giải pháp căn cơ nào để từng bước khắc phục vấn đề môi trường và giao thông nông thôn trong xây dựng nông thôn mới, về khắc phục thiếu vaccine cho trẻ dưới 36 tháng tuổi được tiêm ngừa phòng 10 loại bệnh nguy hiểm hiện nay, về giải pháp hiệu quả kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, đầu tư khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, và giải trình về việc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank bắt buộc người dây phải mua bảo hiểm tiền dây, đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm rõ. Những nội dung vấn đề mà đại biểu cử tri quan tâm qua phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Ủy ban nhân dân tỉnh đã nghiêm túc tiếp thu, sẽ kiểm tra, chấn chỉnh những hạn chế yếu kém trong công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, ngành. Những kiến nghị của cử tri do Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh gửi đến Ủy ban nhân dân tỉnh thời gian qua có nhiều ý kiến đã được giải quyết, có ý kiến đang trong quá trình thực hiện, có ý kiến cũng cần có thời gian và nguồn lực để thực hiện. Thời gian tới, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tập trung xem xét, giải quyết và có báo cáo đến bà con cử tri biết. Qua ý kiến của các đại biểu tỉnh tại phiên thảo luận cũng như là báo cáo thẩm tra của các ban hội đồng dân tỉnh về các báo cáo tờ trình do Ủy ban dân tỉnh trình, cơ bản các ban hội đồng dân tỉnh và đại biểu hội đồng tỉnh thống nhất và có đề nghị bổ sung điều chỉnh làm rõ thêm, nhất là các nhiệm vụ giải pháp năm 2024 và một số chính sách quan trọng. Những ý kiến đóng góp quý báu của các ban và quý đại biểu hội đồng dân tỉnh, đặc biệt là những hạn chế yếu kém và giải pháp tới, đã được các ngành trả lời và giải trình, có việc chưa hết hoặc chưa trả lời tại kỳ họp này. Do thời gian có hạn, Ủy ban dân tỉnh nghiêm túc tiếp thu và chỉ đạo có văn bản trả lời cụ thể gửi đến quý đại biểu hội đồng dân tỉnh trong thời gian sớm nhất. Kính thưa các đồng chí, kính thưa quý đại biểu, những kết quả đạt được năm 2023 có ý nghĩa rất quan trọng, đồng thời qua kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên Ủy ban dân tỉnh sẽ là động lực để Ủy ban dân tỉnh phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế với tinh thần đoàn kết, thống nhất hành động, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2024, đáp lại niềm tin của cử tri, của đại biểu Hội đồng dân tỉnh giao, góp phần hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 11, nghị quyết của Hội đồng dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025 đã đề ra.
Sau 3 ngày làm việc, kỳ họp thứ 12, Hội đồng Nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa 10 đã hoàn thành chương trình đề ra. Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đánh giá toàn diện những kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại hạn chế trong quá trình chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2023. Trên cơ sở đó, xem xét, đề ra các nhiệm vụ giải pháp thực hiện mục tiêu chỉ tiêu năm 2024 và xem xét thông qua 24 nghị quyết trên các lĩnh vực. Nhiều nghị quyết quan trọng nổi bật như nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2024, phê chuẩn quyết toán thu chi ngân sách năm 2022, bổ sung có mục tiêu và điều chỉnh dự toán ngân sách tỉnh năm 2023, nghị quyết thông qua hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, nghị quyết về việc phê chuẩn dự toán ngân sách, phân bổ nhiệm vụ thu chi ngân sách năm 2024, nghị quyết về việc quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, dự án phòng chống xâm thực, xói lở bờ biển xã Hiệp Thạnh, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh, nghị quyết về việc thông qua chương trình phát triển đô thị thành phố Trà Vinh mở rộng tỉnh Trà Vinh đến năm 2030. Thông qua quy chế quản lý kiến trúc đô thị thành phố Trà Vinh, thị trấn Mỹ Long, thị trấn Cầu Ngang, huyện Cầu Ngang. Nghị quyết về việc thông qua các quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn của một số xã trên địa bàn huyện Tiểu Cần, huyện Cầu Kè và huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. Nghị quyết sửa đổi danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ. Nghị quyết sửa đổi bổ sung quy định nội dung, mức chi tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Nghị quyết sửa đổi quy định mức thu và chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Nghị quyết sửa đổi bổ sung quy định chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở ấp khóm, người trực tiếp tham gia hoạt động ở ấp khóm và mức khoán kinh phí hoạt động của tổ chức chính trị xã hội ở cấp xã trên địa bàn tỉnh. Ông Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Trà Vinh, phát biểu bế mạc kỳ họp. Thay mặt Hội đồng Nhân dân tỉnh, tôi báo cáo khái quát một số nét về kết quả kỳ họp như sau. Thứ nhất, về kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước. Qua phiên thảo luận tình hình và kết quả thực hiện phát triển kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư công năm 2023, Hội đồng Nhân dân tỉnh đánh giá cao những kết quả quan trọng, nổi bật, khá toàn diện đã đạt được như báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trình bày. Hội đồng Nhân dân tỉnh ghi nhận sự nỗ lực của Ủy ban Nhân dân tỉnh trong chỉ đạo điều hành tập trung phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh đã đạt được những kết quả đáng trân trọng trong điều kiện khó khăn với 23 trên 23 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tăng trưởng GRDP vượt kế hoạch, chuyển dịch cơ cấu sản xuất theo hướng tích cực, thu ngân sách tăng so cùng kỳ. Văn hóa xã hội, an sinh xã hội được quan tâm, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn, xã hội ổn định. Qua thảo luận, đa số đại biểu đều đánh giá nhìn nhận những kết quả đạt được trong năm 2023 là rất phấn khởi. Trong điều kiện khó khăn chung, đây là những kết quả sự tổng hợp, sức mạnh đoàn kết, đồng lòng quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh. Sự chỉ đạo sâu sát của cấp ủy đảng, sự quyết liệt, trách nhiệm cao trong quản lý điều hành của các cấp chính quyền, sự tập trung, phối hợp tốt của các sở ngành và địa phương, sự cố gắng vượt qua khó khăn của cộng đồng doanh nghiệp, sự đóng góp tích cực của từng lớp nhân dân đã tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện các chủ trương nghị quyết của Trung ương, của tỉnh ủy, đồng thời thẳng thắn chỉ ra những mặt còn khó khăn hạn chế, tìm ra nguyên nhân và đề xuất các giải pháp phù hợp, khả thi. Những nội dung góp ý đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp thu nghiêm túc, Hội đồng Nhân dân tỉnh chọn lọc đưa vào chương trình kiểm tra giám sát để đôn đốc thực hiện và ban hành các chính sách phù hợp thuộc thẩm quyền để triển khai thực hiện trong thời gian tới tốt hơn. Từ những khó khăn hạn chế đã xác định, đại biểu cũng đã thảo luận thấu đáo, dự báo tình hình, điều kiện phát triển trong năm 2024, thống nhất nhận định nhiệm vụ của năm 2024 đặt ra nhiệm vụ hết sức nặng nề, cần phải quyết tâm hơn nữa, nỗ lực phấn đấu quyết liệt hơn nữa để vừa hoàn thành các nghị quyết năm 2024, vừa hoàn thành chỉ tiêu nghị quyết cả nhiệm kỳ. Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh, các cấp các ngành có kế hoạch cụ thể, tập trung khắc phục những khó khăn yếu kém, tiếp tục siết chặt kỷ luật kỷ cương,
dồn sức cho nhiệm vụ trọng tâm, tập trung triển khai nhanh, quyết liệt các nhiệm vụ ngay trong những tháng đầu năm 2024, nhất là tập trung thực hiện các chỉ tiêu để tỉnh hoàn thành nông thôn mới theo kế hoạch, triển khai nhanh kế hoạch thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ trong chuyến công tác làm việc với tỉnh ủy, đẩy nhanh phối hợp với các bộ ngành trung ương thực hiện các dự án của trung ương đầu tư trên địa bàn của tỉnh, tạo bứt phá để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ 11 và nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đã đề ra. Thứ hai, việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Hội đồng Nhân dân bầu. Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 34 người giữ chức vụ do Hội đồng Nhân dân bầu. Nhìn chung các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đánh giá công tâm, khách quan, vừa thể hiện mức độ tín nhiệm và sự ghi nhận về những nỗ lực, tinh thần, trách nhiệm, sự rèn luyện phấn đấu và kết quả đóng góp của ngành và lĩnh vực của từng đồng chí, đồng thời qua đó góp ý nhắc nhở đối với những người được lấy phiếu tín nhiệm, nhưng qua đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ cơ bản đạt yêu cầu. Nhân dịp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị những người được lấy phiếu tín nhiệm phải nghiêm túc xem xét lại mình để điều chỉnh, rút kinh nghiệm, khắc phục những điều chưa tốt để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thứ tư, về việc thông qua các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh, tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thảo luận, biểu quyết, thống nhất, thông qua 26 nghị quyết. Quá trình chuẩn bị ban hành nghị quyết có sự chuẩn bị tốt và thực hiện đúng quy định. Đây là những nghị quyết quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân. Thứ năm, về hoạt động giám sát, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã nghe và nhất trí cao với các báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 12, báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, xem xét các báo cáo công tác của Chánh án Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân, Cục Thi hành án Dân sự, các báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, công tác phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật và báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh về kết quả giám sát công tác đầu tư, quản lý khai thác, sử dụng các công trình thủy lợi trên địa bàn của tỉnh giai đoạn 2020-2022. Thứ sáu, hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn. Hội đồng Nhân dân tỉnh dành một buổi để chất vấn và trả lời chất vấn. Hoạt động chất vấn tiếp tục được đổi mới, thực chất, sôi nổi, được cử tri và nhân dân trong tỉnh và các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh quan tâm, liên quan đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo, kế hoạch và đầu tư, nông nghiệp và phát triển nông thôn, sở giao thông vận tải. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và 4 giám đốc sở tham gia trả lời chất vấn. Giải trình những vấn đề liên quan, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thống nhất cao thông qua nghị quyết về hoạt động chất vấn tại kỳ họp, trong đó xác định rõ nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và thời hạn hoàn thành cụ thể, yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh, giám đốc sở ngành liên quan thực hiện quyết liệt, có hiệu quả những vấn đề đã cam kết, có những giải pháp khắc phục những tồn tại hạn chế, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực được chất vấn, báo cáo Hội đồng Nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện tại kỳ họp sau. Hội đồng Nhân dân tỉnh trân trọng đề nghị cử tri và nhân dân trong tỉnh, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các thành viên cùng với Hội đồng Nhân dân giám sát việc thực hiện nghị quyết, các cam kết, lời hứa của Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở ngành nhằm thúc đẩy việc tổ chức thực hiện có hiệu quả đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Kính thưa toàn thể quý vị đại biểu, quý cử tri thân mến, tiếp tục thực hiện phương châm hành động của tỉnh ủy: đoàn kết, kỷ cương, hành động, sáng tạo, đột phá phát triển. Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ triển khai mạnh mẽ hơn nữa các nhiệm vụ ngay từ đầu năm 2024, tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tôi đề nghị các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh thường xuyên giữ mối quan hệ chặt chẽ, lắng nghe, phản ánh trung thực ý kiến và nguyện vọng của cử tri, tích cực giám sát và giải quyết các kiến nghị của cử tri sau kỳ họp này, chủ động tiếp tục tiếp xúc và báo cáo
kết quả kỳ họp với cử tri theo quy định. Nhanh chóng yêu cầu tổng hợp các văn bản trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri gửi kịp thời đến địa phương để thông tin cho cử tri nắm. Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã nhất trí thông qua 26 nghị quyết. Tôi đề nghị Ủy ban Nhân tỉnh và các cơ quan đơn vị có liên quan, các cơ quan thông tin đại chúng và địa phương nhanh chóng triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống. Sau kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ tổ chức tuyên truyền sâu rộng kết quả và các nội dung của kỳ họp để cử tri và nhân dân theo dõi, giám sát. Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp tục thực hiện việc tiếp xúc cử tri để báo cáo kết quả kỳ họp và lắng nghe phản ánh những ý kiến và nguyện vọng của cử tri. Chiều hôm qua ngày 7 tháng 12 tại Hà Nội, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc để quán triệt triển khai tổng kết công tác xây dựng Đảng 5 năm 2021-2025 và tổng kết 15 năm thi hành điều lệ Đảng 2011-2025. Đồng chí Lâm Minh Đằng, Phó Bí thư tỉnh ủy Trà Vinh, chủ trì tại điểm cầu tỉnh Trà Vinh. Tại hội nghị, các đại biểu được nghe Ban Tổ chức Trung ương triển khai kế hoạch hoạt động của tiểu ban điều lệ Đảng, quán triệt đề cương báo cáo tổng kết 15 năm thi hành điều lệ Đảng và đề cương báo cáo về công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020-2025. Theo kế hoạch, quá trình tổng kết và đánh giá khách quan toàn diện kết quả công tác xây dựng Đảng 5 năm 2021-2025 và việc thực hiện điều lệ Đảng 15 năm 2011-2025. Làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế, vướng mắc, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Đồng thời đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong giai đoạn mới, bảo đảm chất lượng, hiệu quả và tiến độ thời gian. Song song đó nhằm kết hợp chặt chẽ giữa lý luận với thực tiễn, kế thừa những nội dung đã rõ, được đồng thuận, thống nhất cao, đã khẳng định về lý luận và thực tiễn. Những nội dung còn ý kiến khác nhau hoặc chưa rõ thì nghiên cứu thảo luận kỹ, làm cơ sở đề xuất kiến nghị. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, các báo cáo tổng kết phải được thảo luận tập thể trong cấp ủy từng cấp, đảm bảo cho quá trình vừa tổng kết, vừa tham gia ý kiến và vừa thống nhất trong cấp ủy. Đồng thời, cấp ủy trực thuộc Trung ương tổng kết theo từng chức năng, nhiệm vụ của từng cấp ủy, quan tâm tạo sự thống nhất và thực hiện nghiêm theo quy định. Quán triệt sau hội nghị, đồng chí Lâm Minh Đằng, Phó Bí thư tỉnh ủy Trà Vinh nhấn mạnh, việc tổng kết là nhiệm vụ quan trọng. Vì từ tổng kết kinh nghiệm thực tiễn mà lý luận được bổ sung, phát triển, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng. Qua đó, Phó Bí thư tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy Đảng trong tỉnh cần tập trung tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ, cách thức tiến hành theo kế hoạch hoạt động của tiểu ban điều lệ Đảng đề ra. Ngày 8 tháng 12, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang chủ trì hội nghị toàn quốc triển khai xây dựng quản lý vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập. Tại điểm cầu tỉnh Trà Vinh dự hội nghị có ông Lê Thanh Bình, Ủy viên Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Hội nghị tập trung thảo luận các văn bản quy phạm pháp luật liên quan công tác quản lý vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập. Thông qua kết quả và phương hướng mục tiêu xây dựng vị trí việc làm của cán bộ công chức viên chức và cán bộ công chức cấp xã trong thời gian tới. Hiện nay, vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức hành chính có tổng số 840 vị trí. Vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập có tổng số 559 vị trí. Vị trí việc làm cán bộ công chức cấp xã có 17 vị trí. Theo kế hoạch, mục tiêu cụ thể từ nay đến tháng 3 năm 2024, phấn đấu hoàn thành việc xây dựng đề án vị trí việc làm và phê duyệt vị trí việc làm gắn với cơ cấu công chức, cơ cấu viên chức theo vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập. Từ tháng 4 năm 2024 trở đi, tập trung rà soát, hoàn thiện các quy định về vị trí việc làm và điều chỉnh kịp thời vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập. Thông qua hội nghị nhằm giúp các bộ ngành địa phương từng bước thực hiện cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức viên chức theo vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập, gắn với thực hiện tinh giản biên chế công chức và giảm biên chế viên chức hưởng lương ngân sách nhà nước. Đặc biệt là đổi mới công tác tuyển dụng, quản lý, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá công chức viên chức theo vị trí việc làm gắn với kết quả sản phẩm đầu ra. Sáng nay ngày 8 tháng 12, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 12 tổng kết công tác tuyên truyền miệng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 bằng hình thức trực tuyến. Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị. Đồng chí Trần Quốc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy chủ trì tại điểm cầu tỉnh Trà Vinh và kết nối với các điểm cầu cấp huyện, cấp xã trong tỉnh.
Tại hội nghị, các đại biểu được nghe thông tin nhanh về chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, thông tin nhanh về chuyên đề, những kết quả quan trọng của kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15. Theo đó, sau hơn 22 ngày làm việc, kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Quốc hội đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, trí tuệ, thẳng thắn tập trung thảo luận, giải quyết một khối lượng công việc lớn, quan trọng với sự đồng thuận nhất trí cao. Kỳ họp Quốc hội diễn ra thành công, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn đặt ra và sự quan tâm của cử tri, nhân dân, được cử tri và nhân dân đồng tình đánh giá cao. Trong công tác tuyên truyền miệng năm 2023, ngành tuyên giáo nói chung và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên nói riêng đã có nhiều cố gắng, nỗ lực và đã đạt được nhiều kết quả nổi bật như có nhiều chuyển biến tích cực trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng, chủ động kịp thời tham mưu cấp ủy, lãnh đạo chỉ đạo tổ chức việc học tập và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, kiện toàn đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện chế độ chính sách đối với đội ngũ báo cáo viên các cấp và tuyên truyền viên cơ sở, tổ chức thành công hai cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến trên trang thông tin điện tử tổng hợp. Phương hướng nhiệm vụ trong năm 2024, ngành tuyên giáo và đội ngũ báo viên tuyên truyền viên cần triển khai thực hiện tốt chỉ thị của Ban Bí thư khóa 13 về công tác tuyên truyền miệng, tập trung tuyên truyền phổ biến các nghị quyết của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 và của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đấu tranh phản bác các thông tin sai trái của các thế lực thù địch, thường xuyên kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên các cấp, tuyên truyền viên cơ sở, quan tâm chế độ, chính sách đối với đội ngũ tuyên truyền viên nòng cốt. Kết luận hội nghị, đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó trưởng ban tuyên giáo Trung ương ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của ngành tuyên giáo, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp trong công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên năm 2023. Đồng thời cũng chỉ ra một số khó khăn hạn chế của công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên trong thời gian qua. Đồng thời nhấn mạnh, trong thời gian tới, cần tiếp tục đẩy mạnh việc đổi mới hình thức cung cấp thông tin phục vụ công tác tuyên truyền miệng của đảng nhằm phục vụ ngày càng tốt hơn đội ngũ báo cáo viên các cấp và tuyên truyền viên cơ sở, tiếp tục quan tâm, nâng cao nhận thức của cán bộ đảng viên và nhân dân về công tác tuyên truyền, về các chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tiếp tục tuyên truyền các hoạt động đối nội, đối ngoại và tham dự hội nghị quốc tế quan trọng của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của đảng nhà nước, các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng của đất nước. Công an tỉnh Trà Vinh vừa phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về biệt phái sĩ quan Công an Nhân dân và quyết định của Sở Lao động Thương binh và Xã hội về nhận bổ nhiệm đối với sĩ quan biệt phái. Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo phòng tổ chức cán bộ Công an tỉnh công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc biệt phái công khai có thời hạn Thượng tá Nguyễn Hoàng Êm, Phó trưởng phòng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh, đến nhận công tác tại Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh. Đại diện lãnh đạo văn phòng Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh công bố quyết định của Giám đốc Sở về việc bổ nhiệm có thời hạn đồng chí Nguyễn Hoàng Êm giữ chức vụ Phó Giám đốc Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Trà Vinh. Phát biểu giao nhiệm vụ, Thiếu tướng Kiên Rịnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh đánh giá quá trình công tác của Thượng tá Nguyễn Hoàng Êm, đồng thời đề nghị trên cương vị công tác mới, Thượng tá Nguyễn Hoàng Êm tiếp tục phát huy năng lực sở trường, giữ vững lập trường, phẩm chất đạo đức, chấp hành nghiêm các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và quy định của đơn vị. Tham gia quản lý tốt công tác cai nghiện, phục hồi và quản lý sau cai nghiện, cũng như đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh. Phát biểu tại buổi lễ, ông Trịnh Minh Hùng, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh, yêu cầu lãnh đạo cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ, tích cực phối hợp với đồng chí Nguyễn Hoàng Êm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thượng tá Nguyễn Hoàng Êm gửi lời cảm ơn đến Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh đã tin tưởng giao nhiệm vụ, đồng thời hứa sẽ không ngừng nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ngày 7 tháng 12, tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Cầu Kè, huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Cầu Kè tổ chức lễ truy điệu an táng 10 bộ hài cốt liệt sĩ. Đến dự lễ có Thượng tá Lã Phú Quy, chính trị viên đội K90 quân khu 9, ông Trần Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy Cầu Kè. Theo Ban Chỉ huy quân sự huyện Cầu Kè, thực hiện công tác tìm kiếm truy tập hài cốt liệt sĩ còn thất lạc, trong tháng 9 năm 2023, đơn vị đã kết hợp với đội K90 thuộc quân khu 9 đã tổ chức tìm kiếm quy tập được tổng cộng 10 bộ hài cốt liệt sĩ đã hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Các bộ hài cốt của liệt sĩ được tìm thấy ở khu vực Nghĩa Trang, ở ấp Rùm Sóc, xã Châu Điền, trong thời kỳ kháng chiến.
Do không xác định được danh tính, quê quán, đơn vị, nên bước đầu quyện đã tổ chức quy tập lại và đưa về an táng chôn cất cùng với đồng chí đồng đội đã hy sinh tại nghĩa trang liệt sĩ quyện Cầu Kè. Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Nhiền, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quyện Cầu Kè, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do cho dân tộc. Đồng thời cũng khẳng định những chiến công của các anh hùng liệt sĩ đã góp phần làm rạng rỡ và tô thắm thêm trang sử anh hùng của quê hương Cầu Kè nói riêng, tỉnh Trà Vinh nói chung. Thế hệ hôm nay nguyện sẽ tiếp tục đem hết tâm sức và trí tuệ để xây dựng quê hương Cầu Kè ngày càng phát triển, tiếp nối con đường mục tiêu lý tưởng cao cả mà các anh hùng liệt sĩ đã chọn và hiến dâng xương máu, tuổi thanh xuân của mình cho Tổ quốc. Ngay sau lễ truy điệu, lãnh đạo đội K90 quân khu 9 và lãnh đạo quyện Cầu Kè cùng cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang đã dâng lên các anh hùng liệt sĩ những nén hương dòng hoa tươi thắm và dành phút mặc niệm để tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ tại nghĩa trang liệt sĩ quyện Cầu Kè. Lễ truy điệu và an táng 12 cốt liệt sĩ diễn ra trang nghiêm, xúc động, thể hiện sự tri ân sâu sắc của đảng bộ, chính quyền và nhân dân quyện Cầu Kè đối với các liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì nền độc lập tự do của dân tộc. Quý vị và các bạn thân mến, đến đây chúng tôi sẽ kết thúc chương trình thời sự tối nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi kết quả quan trắc môi trường nước và bản tin dự báo từng tiểu văn đêm nay và ngày mai. Kết quả quan trắc môi trường nước ngày 8 tháng 12 tại cầu Ô Lắc, Hiệp, Mỹ Tây, Cầu Ngang, độ mặn 4/1000, độ pH 8, độ kiềm 90 mg/l, nhiệt độ 28 độ C. Tại cống Thâu Râu, Mỹ Long Nam, Cầu Ngang, độ mặn 8/1000, độ pH 8, độ kiềm 72 mg/l, nhiệt độ 29 độ C. Tại cống Ba Diệp, Thạnh Hòa Sơn, Cầu Ngang, độ mặn 2/1000, độ pH 7,5, độ kiềm 90 mg/l, nhiệt độ 29 độ C. Tại sông Long Toàn, thị xã Dương Hải, độ mặn 8/1000, độ pH 7,5, độ kiềm 72 mg/l, nhiệt độ 29 độ C. Tại cầu sông Văn, Hiệp Thạnh, thị xã Dương Hải, độ mặn 8/1000, độ pH 7,5, độ kiềm 90 mg/l, nhiệt độ 30 độ C. Tại cầu Ba Động, Trường Long Hòa, thị xã Dương Hải, độ mặn 8/1000, độ pH 7,5, độ kiềm 90 mg/l, nhiệt độ 28 độ C. Tại cầu kênh đào Đông Vĩnh, Dương Hải, độ mặn 7/1000, độ pH 8, độ kiềm 90 mg/l, nhiệt độ 28 độ C. Tại bến đò Phước Thiện, Đông Hải, Dương Hải, độ mặn 15/1000, độ pH 8, độ kiềm 107 mg/l, nhiệt độ 28 độ C. Từ đài khí tượng thủy văn Trà Vinh ngày 8 tháng 12. Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 9 tháng 12. Mây thay đổi, có mưa rào nhẹ vài nơi, sáng sớm có nơi có mù nhẹ, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 25 độ, cao nhất từ 32 đến 33 độ. Mực nước trên các sông chính trong tỉnh đang lên ở mức trên báo động 1 khoảng 5 đến 10 cm. Cần chú ý ngập úng vùng trũng thấp ven sông ven biển. Trên sông Cổ Chiên tại dàm Trà Vinh 175 cm, cao hơn ngày hôm nay 5 cm. Trên sông Hậu tại thị trấn Cầu Quang 150 cm, cao hơn ngày hôm nay 12 cm. Độ mặn cao nhất trên sông Long Toàn tại Long Toàn 7,5/1000, lớn hơn ngày hôm nay 0,5/1000. Độ mặn cao nhất trên sông Hậu tại Trà Kha 3,5/1000, lớn hơn ngày hôm nay 0,3/1000. Tại Cầu Quang nhỏ hơn 1/1000. Độ mặn cao nhất trên sông Cổ Chiên tại Hương Mỹ 3/1000, lớn hơn ngày hôm nay 0,4/1000. Trà Vinh nhỏ hơn 1/1000. Thời tiết biển, vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Cà Mau mây thay đổi, có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông người phòng lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông bắc cấp 4, cấp 5, biển động nhẹ. Vùng biển Cà Mau, Kiên Giang và Phú Quốc, mây thay đổi, có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông người phòng lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4, biển bình thường.